chào anh em chào mừng anh em quay trở lại với kênh vườn của chú của mình thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em một xíu về cái mà ở việt nam mình hay gọi là rau rồng nha anh em thì như cái clip có cái lâu lâu mình cũng làm một clip rồi thì ở mình thấy ở trên mạng và cũng rất nhiều anh em hay lầm lẫn giữa cây rau rồng này với cây thông đất thì mình uh, xin nhắc lại luôn là cây này là cây rau rồng chứ không phải cây thông đất. cây thông đất là cây nó mọc ở dưới đất nha anh em. cây này không hề mọc dưới đất, cây này là cây một loại cây phụ sinh mọc ở trên những uh, cây cổ thụ cao ẩm ướt hoặc là những vách đá vách đất ẩm ướt. cây này là cây rau rồng, nó không phải là cây thông đất. hiện tại ở trên mạng rất là nhiều người bán làm làm thuốc cây này nhưng mà cây này không phải thông đất nha anh em, cây này là cây rau rồng và ở Việt Nam mình thì uh, mình thấy anh em còn ít chơi cái này nhưng mà bản thân mình thấy cây này rất là đẹp luôn. Ở nước ngoài người ta chơi rất là nhiều. Và trồng anh em có thể trồng trong nhà, ok. Bởi vì nó ưa mát và không cần ánh sáng nhiều. Nó rất là đẹp, nó xanh như thế này. Thì mình có ba loại, ba loại ở đây thì anh em có thể nhìn và phân biệt. Ba loại này mình thường thấy ở Việt Nam, ở Việt Nam mình một số vùng nó một số vùng có ở trong rừng thì có thể khai thác về chơi được đầu tiên đó là cái cây mà gọi là rau rồng cái cây mình thường thấy nhất đây cây này thì dễ tìm nhất và đặc điểm của cây này là khi nó mọc lên thì nó sẽ chỉ lên như thế này và nó không chỉ lên thẳng nha anh em nó chỉ ra nói chung thì nó mọc sẽ hơi lùm xùm một xíu và khi nó thòng xuống nó cũng sẽ chẻ ra làm hai ba hướng như thế này đó anh em vừa thấy và cọng của nó thì cứng nó có gai gai cộng nó cứng bụi của nó khá là lùm xùm nó không có mượt mà nó nó, nó lùm xùm cái kiểu cứng 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 đó đó là cái đặc điểm của nó còn loại thứ hai là có tên là cây thông mượt thì anh em có thể thấy đây nó cộng nó mảnh hơn nó mượt mà hơn và khi trồng thì nó sẽ xòe xuống như thế này nó sẽ nó sẽ rũ xuống như thế này đó, nhìn rất là đẹp luôn Và cái này thì uh, Nhìn chung thì nó sẽ dài hơn cái cây rau rồng Đó Nhìn chung thì nó sẽ dài hơn cây rồng trong tốt thì nó sẽ dài hơn và nó mượt hơn Nhìn nó Nhẹ nhàng hơn <laughs> Nó không có lùm xùm như thế này Và khi nó mọc ra đây Những cái mầm mới nó mọc ra thì cũng vậy Nó không có chỉ nhiều Đây là cây thông mượt Khi nó xuống thì nó chỉ chỉ Nó dài ra nó chỉ tỏa ra làm hai hướng thôi nó không có tỏa nhiều còn như cây rau rồng thì nó tỏa tẻ... đây ở trên này nó tỏa phát dưới này nó tẻ thêm phát Nhưng đôi cấp độ 2 cây thông mượt thì chỉ tỏa hai thôi đó còn một loại nữa là cây thông cọ thông cọ thì cây này á đây là cái hình thái của nó anh em có thể thấy nó giống như thông mượt nó tự tự như thông mượt đó nhìn hai cái gần anh em thấy, thấy nó y kinh nhau nó không y kinh nhau nó cây thông cọ nó to hơn một xíu bởi vì cái gai của nó xòe ra nhiều hơn một xíu thôi nha anh em chứ còn về cái cọng thì nó mình nghĩ nó to bằng nhau á anh em dễ bị lầm loại này đây anh em có thể lầm là do cây này nó yếu hơn nên nó rũ hơn nhưng mà không phải nó là hai loại khác nhau nha anh em đây là cái mầm mới ra này mà mới ra của cây thông mượt thì nó sẽ mượt như thế này đó còn của cây thông cọ mới ra thì nó sẽ xòe như thế này luôn đó anh em có thể thấy và cây thông cọ này thì khi mọc lên thì nó sẽ chỉ lên sâu thì nó sẽ nặng dần và nó thòng xuống và khi nó thòng xuống thì nó tỏa ra rất là nhiều hướng đây anh em có thể thấy đây là một cành của nó nó tỏa ra hai xong lại nhân lên hai xong lại hai xuống đây lại hai anh em thấy không nó tẻ ra rất nhiều nên nên cái 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 chậu này thường thì mình sẽ thấy là ở trên nó sẽ gọn 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 thon thon ở dưới nó sẽ xòe ra như một cái váy đầm vậy đó. loại này thì ít hơn và loại này thì nhiều nhất loại này thì lâu lâu mới thấy loại này thì rất là ít luôn đó đó là ba loại mà mình thấy ở Việt Nam mình nhiều Còn cái loại này thì mình nếu mà mình chơi thì mình có rất là nhiều cách trồng khác nhau Như em thấy thì mình có thể ghép những cái bảng này Bảng nhựa này hoặc là mình ghép vào bảng gỗ như ổ rồng luôn Ổ bảng gỗ thì nhìn để mà đề coi trong nhà thì nhìn nó sang hơn Nhìn nó quý phái hơn Còn bảng nhựa này thì nói chung nhìn cũng được đẹp thôi chứ không đẹp bằng cái gỗ Anh em có thể trồng trọng chậu thì nếu mà chồng, anh em trồng lâu thì nó sẽ lùm xùm nó đều hết cái chậu luôn nó sẽ che hết cái chậu, như cái chậu này mình treo một hướng này treo một hướng ở trong, hướng này là ở trong mát hướng này là ở ngoài có ánh sáng thì cái cây nó sẽ thiên về hướng ánh sáng nhiều hơn, nó sẽ méo chậu nên mình bây giờ mình treo ngược lại cho cái này nó mọc qua đây một thời gian sau thì nó ra nó đều chậu đẹp hơn và cái này ở dưới thì nó lùm xùm ra rất đẹp à, còn một cách ghép nữa, là anh em có thể ghép vào bạn gỗ hoặc là những bạn nhựa như thế này. Sau đó anh em ghép thêm một cây rau rồng a à, cây tổ phục như thế này thì nó sẽ thành ra những cái tác phẩm như thế này, anh em có thể thấy. Này anh em treo thì cực kỳ trong nhà cực kỳ ok luôn, treo ở một bên tường á, ở trên cao á thì ở trên thì có một cây rau phượng, cây tổ quả chứ. Nó 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 xòe ra, ở dưới thì Đầu nó, 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 nó thòng xuống như thế này nhìn hay đúng không anh em đó. đó là một số uh, loại rau rồng ở việt nam mình hay thấy đây rau rồng thì bụi này có những bụi rất là to luôn á bây giờ nó cũng bắt đầu hiếm dần rồi nhìn hay nhưng mà cây này mọc lùm xùm lắm trồng là phải có không gian nó cứ lùm xùm ra như này, này. <laughs> nó không có thòng xuống không có thòng xuống mà mềm mại như kia. đó đó là một số loại rau rồng mình giới thiệu sơ qua cho anh em nha à, và hiện tại thì mình cũng có những cái loại này mình chia cho anh em anh em nào mà có nhu cầu thì cứ nhắn tin theo cái số điện thoại ở phía trên góc trái màn hình đó. À, Số điện thoại hoặc zalo nhắn tin theo cái số đó thì mình sẽ chụp hình cho anh em xem hàng rời cũng có, hàng ghép sẵn này cũng có nhưng mà mình nghĩ là anh em nên mua hàng rời về ghép vào theo ý thích của anh em này thì mình sẽ tặng kèm tặng kèm nếu mà anh em có nhu cầu mình ví dụ như một cái một một cái bảng như này nè đó anh em về nói chung là nên cắt đi nếu mà anh em treo tường thì nên cắt đi một hướng như thế này để nó đó để nó ra một hướng rồi sau đó anh em ghép lên chứ đừng có để tròn để tròn thì sau này nó mọc cũng méo ghép lên trên này thì nó sẽ thành một cái giò như thế này nhìn rất là hay rồi mình xin chào anh em hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nha